Xin tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản giá tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà rất là đẹp, thiết kế là 4 tầng, có ban công mở, taxi lùi vào tận cửa và ngõ thì là ngõ thông nha quý vị. Xung quanh rất là gần với những tiện ích sinh hoạt, chợ, trường, phường, trạm, gần với Ủy ban nhân dân phường, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nhắc đến như thế thì chắc quý khách hàng nào mà đã từng xem video của Ngoái thì sẽ đoán chừng là vị trí này ở đâu đúng không ạ? Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng, với mọi người ạ, diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng hiện đại. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m6 và căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam nha mọi người. Như quý khách hàng nhìn thấy đây, ngõ trước nhà đây, ô tô taxi lùi vào tận cửa luôn. Rất là đẹp. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp gạch granite. Và phần đây mọi người có thể nhìn thấy từ trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà là được chủ đầu tư xây đua ra so với diện tích thực tế ở phía tầng 1. Đồng thời là tất cả các tầng 2, 3, 4 đều là có ban công mở rất là thoáng. Hướng nhà đông nam thì như quý khách hàng biết rồi, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực nha quý vị. Với ngôi nhà này thì quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 600 triệu đồng tiền mặt là đã có thể sở hữu cho mình rồi nha mọi người. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất. Về phần ngân hàng, quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết gọi ngay cho Ngọc Ánh nha. Mời quý khách hàng theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Đây, phần tầng 1 của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong đầy đủ chỉnh chu. Căn nhà này theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Gạch lát nền kích thước 60-60 được hoàn thiện đầy đủ. Trần thạch cao thiết kế theo kiểu hệ giật cấp. Hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Căn nhà này đã có đầy đủ hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng từng căn, sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên ngay nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà cách với bến xe Nghĩa nó chỉ rơi vào tầm 3,5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn 3,5 km thôi. Quý khách hàng nào mà đi làm xung quanh khu vực quận Hà Đông thì với căn nhà này giá rất là hợp lý. Và với cái mức đưa ra đầu tiên của chủ đầu tư 600 triệu đồng, quý khách hàng nhận nhà ở ngay thì quá là tuyệt vời nha mọi người. Tiếp theo mời quý khách hàng theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Với căn phòng bếp thiết kế nhỏ xinh, tủ gỗ An Cường. Đó, phụ kiện bếp đầy đủ chất liệu inox 304. Chậu rửa, vòi rửa đã được hoàn thiện đầy đủ hết rồi nha mọi người. Mặt bếp là ốp đá toàn bộ ạ, đá đen granite. Và xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60. Chắc hẳn chị em nào nội trợ cũng muốn là cái gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên đầy đủ công năng. Ở đây chính là phần để tủ lạnh nha mọi người. Đó, thiết kế hợp lý. Bởi vì cái ngôi nhà này diện tích chỉ có 30m thôi, tuy nhiên chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng đầy đủ phòng khách, bếp, phòng vệ sinh. Tầng 1 có một phòng vệ sinh nữa. Đó, phòng vệ sinh phụ thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, hệ thống lavabo và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này như Hoàng chia sẻ rồi, hồ sơ nước đã đầy đủ và ở phía trên tầng 4, ở trên tầng thượng của ngôi nhà là đã có bồn nước sẵn ở đấy, bồn 1 khối và ở phía tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 7 rồi nha quý vị. Hệ thống máy bơm nước tự động bơm lên khi mà hết nước nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm. Được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC giữa van phòng khách và cái gian và cái hướng cầu thang đi lên đây, mọi người thấy không ạ? Thiết kế đơn giản thôi nhưng nó là một cái gọi là cái phong thủy của bên nhà đất. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là gỗ lim Nam Phi và mặt bậc của bậc là toàn bộ được lát đá xanh. Tầng 2, tầng 3 thế thì như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên khám phá tầng bên trên nhé. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà. Như anh chia sẻ, cái căn phòng tầng 2, tầng 3 là có ban công hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Có ban công rồi, tuy nhiên vẫn có cái cửa sổ ở gian phòng ngủ rất là thoáng nha mọi người đó. Mở ra bên ngoài rất là thoáng đây. Chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của từng căn. Và cái gian phòng ngủ này rất là rộng bởi vì diện tích 30m, mỗi một tầng chia một phòng. Đó, cho nên quý vị nhìn thấy không? Gian phòng ngủ rất là rộng, nó rơi khoảng tầm hơn 20m ấy.
Và gian phòng ngủ này thì cũng được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED và toàn bộ cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa gỗ lim. Đó. Vị trí thì nó rất là phù hợp, đi có mấy bước chân là ra tới chợ mọi người ạ. Cách với trường mầm non, trường tiểu học của Yên Nghĩa nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 200m thôi. Rất rất là phù hợp, giá thì lại vô cùng hợp lý. 600 triệu đồng tiền mặt mà về ở ngay. Quý khách hàng thấy không? Bây giờ đi thuê nhà hộ gia đình nó đã khoảng tầm 4 đến 5 triệu rồi. Mà còn điện, nước, giá không được sinh hoạt thì bù lại với cái căn nhà này. Đấy, đầy đủ công năng, sổ đỏ của chính mình, được sắm đồ đạc tùy ý. Thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không cân nhắc ngay khi trong tài khoản đã có khoảng tầm 4, 500, 600 triệu rồi đúng không ạ? Phần phòng vệ sinh của ngôi nhà thì được thiết kế đây, đầy đủ về hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, lavabo và phòng vệ sinh khá rộng nha mọi người. Đó, quý khách hàng nhìn thấy không? Rất là rộng. Được ốp gạch 30-60, rất là hài hòa với hai cái tông màu rất là sạch sẽ. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ như vậy, một cái cửa hướng ra ban công và một cửa sổ nha mọi người. Đó, Ngọc Ánh nhắc lại, hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát nha quý vị. Rất là mát hả? Và căn nhà thì là thiết kế có ban công mở ra rất là thoáng. Đấy, đứng từ phía cửa sổ mà nhìn tới vào cái cửa phòng ngủ nó rất là rộng. Có trần thạch cao này, hệ thống đèn LED này, vô cùng hợp lý nha mọi người. Với căn phòng này vuông vắn, xếp đồ đạc, xếp đồ nội thất cũng như là tủ giường rồi là bàn phấn, quá là hợp lý luôn. Tiếp theo, nó cũng là phần cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 4 mọi người ạ. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nha, có phù hợp hay không. Và mọi người ơi, trên tầng 4 của ngôi nhà thì bước chân lên trên phía cầu thang là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người nha. Đó, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ này, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây mọi người có thể nhìn thấy luôn. Và trên tầng 4 của cái ngôi nhà này thì được sắp xếp như sau, là gồm thiết kế một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4 nha mọi người. Đó. Chỉ lắp đặt bồn cầu và để máy giặt ở đây thôi nha mọi người. Đó, cái khu vực đây là phần để máy giặt, còn quý khách hàng về có thích sử dụng thêm công năng thì có thể lắp đặt thêm. Tiếp theo, đó chính là phòng thờ của ngôi nhà. Đấy. Tùy mục đích sử dụng của quý khách hàng có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng để đồ, nói chung là cái này là tùy mọi người nha. Còn đây Ngọc Ánh chỉ review theo cái cá nhân một chút thôi. Cửa nhà này, cửa phòng. Và phần cuối cùng, phần còn lại đó chính là sân phơi của nhà. Đây, rất rất là thoáng nha mọi người. Phần sân phơi đây. Quý khách hàng nhìn thấy không ạ? Xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng, khu dân cư đông đúc. Một số khách hàng cứ hỏi Ngọc Ánh rằng là không biết là cái nhà giá rẻ như thế thì ở xung quanh đấy có đầy đủ tiện ích sinh hoạt hay không, dân cư có đông đúc hay không. Thì đây, mọi người có thể nhìn xung quanh, đó chính là câu trả lời thực tế nhất nha mọi người. Giá chào bán căn nhà này chỉ 1,7 tỷ đồng, trả trước 600 triệu, thanh toán trước là có thể sở hữu căn nhà, ở về ngay, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ mình. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, và hiện tại bên Ngọc Ánh còn một căn nhà giá thấp nhất của khu vực, thấp nhất Hà Nội, xây mới luôn đấy mọi người ạ. Giá chào bán 1 tỷ 350 triệu đồng, 33m², xây 3 tầng. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Chỉ 2 phút thôi là quý khách hàng đã có thể có đầy đủ thông tin bổ ích cho mình rồi. Vậy thì nhớ đến số điện thoại của em nha, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nhớ bấm vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.